Dừng hoạt động 50% thang máy, tăng cường đi bộ để tiết kiệm điện. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố, đẩy mạnh tiết kiệm điện và đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định trên địa bàn thành phố, nhất là giai đoạn cao điểm nắng nóng có nguy cơ thiếu điện do thiếu hụt nguồn nước, thời gian thực hiện từ nay tới ngày 30 tháng 6. Đáng chú ý, hầu hết Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị tổ chức cá nhân dừng hoạt động 50% số thang máy, thay vào đó là khuyến khích bằng cầu thang bộ. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các đơn vị hành chính sự nghiệp không mặc áo vest là một trong những giải pháp để tiết kiệm điện ở thành phố Hồ Chí Minh. Ủy ban nhân dân thành phố đã yêu cầu một số đơn vị cơ quan hành chính sự nghiệp thực hiện một số giải pháp cấp bách. Các đơn vị nên để điều hòa ở nhiệt độ từ 26 độ trở lên, mở máy lạnh trễ 60 phút và tắt máy lạnh sớm hơn 60 phút so với giờ bắt đầu và kết thúc làm việc, tắt hoặc giảm 50% số công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, khuôn viên, các khu vực công cộng, dừng hoạt động 50% số thang máy, khuyến khích di chuyển bằng cầu thang bộ. Đối với các hệ thống chiếu sáng giao thông, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu điều chỉnh thời gian mở đèn trễ 30 phút và tắt đèn sớm 30 phút so với kế hoạch hiện nay. Giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng từ 22 giờ tại các tuyến đường có lưu lượng giao thông ít. Đối với các hệ thống chiếu sáng quảng cáo, trang trí, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng quảng cáo từ 22 giờ, tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng trang trí từ 22 giờ. Đối với các hộ gia đình, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu thực hiện triệt để các biện pháp tiết kiệm điện trong hộ gia đình, tắt thiết bị điện khi không sử dụng. Bạn nghĩ sao về sự việc này? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.